Xin chào, chúng tôi là nhóm Double Wish. Là chúc chúng tôi giỏi điều về phát tâm. Ồ, cái này nhớ không nè. Là bên Nhật chúng tôi là cái này nè. Một loài thôi nè. Với người Nhật thì nghe phát âm ồ thì tất cả giống nhau. Nhớ không? Nhưng sự thật là người Việt Nam thường nói là cái này là không có ý nghĩa nha. Nhưng Shinsuke team là tư vấn có không và có ý nghĩa. Ví dụ là Bo bên Nhật chúng tôi là cái này Bo tiếp theo là Bo bên Nhật chúng tôi là cái này Bo tại vì là bên Nhật Bản là Bo và Bê là cái này Bo. Nghe phát âm này là giống nhau. Bên Việt Nam có rất nhiều loại phát âm Bo và Bo. Cái này nhiều quá. Bo sự thật là bên Nhật Bản là cái này Daddy bo chỉ có một loại thôi nhá. Nếu là bỏ thì bo nè, nếu là vơ là bo giống nhau. Bê và vơ là giống nhau. Khó lắm nhá. Bỏ tay